gian gần đây có rất nhiều bạn mua phải kem con này hàng giả, về xài hư hết cả da mặt, điều đáng nói là da mặt ngày càng xấu, gần như không thể lấy lại được như bình thường nữa. Và có nhiều bạn mua phải hàng giả, do mẫu kem giả bây giờ họ làm giống với kem thật gần như 100% luôn, nên cực kỳ khó phân biệt. Vì thế mà trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt kem con này hàng giả mới nhất để bạn biết mà mua đúng hàng chính hãng nhé. Loại kem giả đầu tiên này, đây là mẫu hàng giả mới nhất, loại hàng giả này được làm giống gần như 100% so với hàng thật, nên nếu không có kinh nghiệm thì bạn rất dễ mua phải hàng giả. Nhìn từ bên ngoài bạn sẽ không thấy được sự khác nhau giữa chúng, vì cả hai hộp kem giả bên trái và kem thật bên phải quá giống nhau cả về màu sắc, kiểu chữ. Để phân biệt loại hàng giả mới nhất và cực kỳ tinh xảo này thì bạn chỉ còn cách là phân biệt chất kem, mùi kem và một vài đặc điểm của hộp kem và chai nước bên trong như thế này. Đầu tiên là hộp kem dưỡng bên trong. Nhìn từ bên ngoài sẽ không thể nào mà phân biệt được sự khác nhau giữa hàng thật và giả. Quá giống nhau giữa kiểu dáng, kiểu chữ, màu sắc luôn, nên nhiều bạn mua nhầm phải kem giả thì cũng không thể trách được, cũng không nghĩ là loại kem giá rẻ này mà cũng có hàng giả tinh vi đến thế. Mình sẽ mở nắp hộp kem ra và sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt như thế này, mà phải có hai hộp kem thì bạn mới có thể thấy được sự khác nhau nhé. Bạn có thể nhìn thấy hộp kem giả bên trái, có bề mặt chất kem bóng loáng, màu vàng đậm hơn. Kem thật bên phải, có màu vàng nhạt hơn và bề mặt kem không trơn bóng như hàng giả và bạn cũng nên nhớ là kem thật nếu mới sản xuất nó cũng có bề mặt trơn không có hạt, nên nếu bạn mua kem thật mà không có hạt thì cũng đừng vội kết luận là kem giả nhé. Vì nếu để lâu thì kem thật sẽ có hạt, giống như kem bên phải bạn đang nhìn thấy. Nếu kem thật mà mới sản xuất thì nó cũng có bề mặt không hạt như thế này này, và kem thật nó có màu vàng nhạt hơn kem giả bên trái. Nên khi mua hàng, bạn đừng có quan trọng là có nổi hạt hay không có nổi hạt, chỉ cần mua được hàng chính hãng của Thái Lan là được. Hãy để ý chất kem lại một lần nữa nhé, màu vàng kem thật nhạt hơn, còn màu vàng kem giả đậm hơn nhiều. Còn mùi kem thật và kem giả cũng khác nhau hoàn toàn nhé. Nếu kem thật để càng lâu thì nó sẽ nổi hạt óng ánh như thế này nhé. Cũng có loại hàng giả từ Campuchia cũng có nổi hạt như vậy. Theo là mình sẽ so sánh hai cái chai nước bên trong cho bạn biết để mua đúng hàng chính hãng nhé. Có thể xem sự khác biệt ở chỗ kiểu chữ in này, chữ 25ml bên hàng giả có kiểu chữ đậm hơn, còn của hàng thật bên phải có chữ mỏng hơn. Đó chính là sự khác nhau giữa chai nước của kem thật và kem giả khi nhìn từ bên ngoài. À để phân biệt được chính xác nhất hàng thật và hàng giả thì bạn hãy để ý ở đây, trên nắp của chai hàng giả nó lồi lên hẳn, còn chai của hàng thật bên phải nó bằng hơn, bạn có thể nhìn thấy sự khác nhau rõ ràng này. Khi mua hàng bạn nên kiểm tra kỹ chai nước ở cái nắp này, của hàng giả bên trái nó lồi lên, còn của hàng thật bên phải bằng hơn. À nếu như có hai chai hàng thật và hàng giả trên tay thì bạn cũng có thể thấy được màu nước của hai chai khác nhau, mùi cũng khác nhau các bạn ạ và vừa rồi là shop mình đã chỉ cho bạn cách phân biệt hàng thật và hàng giả kem cô nề mới nhất hiện nay bên dưới video này shop mình có để thêm những video phân biệt hàng thật giả khác nữa cũng giống như hàng thật bạn có thể xem để biết mà mua đúng hàng chính hãng của thái lan nhé